cả quý vị, chúng ta sẽ trở lại với một mảng tặng nhỏ ngày hôm nay. Ngọc sẽ tặng cho các bạn một món quà rất là thú vị nhân dịp lễ 8 tháng 3 sắp tới. Thì khi bắt đầu mình yêu thương một ai đó thì mình hay có cảm giác mình đứng trước rất là nhiều sự lựa chọn, người A, người B, người C, người D trong từng thời điểm công việc bạn gặp, từ lúc đi học, đi làm và ở lúc bạn gặp gỡ và tiếp xúc với người đó và người đó quen biết mình. Thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Người đó thương yêu mình cũng phải thương yêu người đó, thì hai bên có thể sống chung và làm việc tốt với nhau và cùng xây dựng được một tình yêu hạnh phúc mới được, đúng không ạ? Thì không thể nào chỉ có chuyện tình cảm một chiều, hoặc chuyện tình cảm mà tay ba xảy ra, hay là những vấn đề khác nữa, nó rắc rối, nó phức tạp hơn xíu, nó làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Thì hôm nay mình sẽ tặng cho các bạn một cái bí quyết hay xử lý những chuyện tình tay ba. Bây giờ tôi đang hoàn thành phần thứ hai của bộ truyện, thì mình sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái bí quyết để đẩy ra khéo léo những kẻ thứ ba trong môi trường này, công ty nào, vị trí nào, hoặc là bất kỳ thế giới của nghề nghiệp nào họ cũng có cái kẻ này xuất hiện. Kẻ này thật sự đáng thương hay đáng trách, vấn đề không phải nằm ở chỗ họ mà nằm ở chỗ mình, hướng giải quyết của mình. Thì cái cách xử lý vấn đề dành cho những người thứ ba của mình, nếu như bạn đã lựa được người tốt nhất trong những người tuyệt vời và người phù hợp nhất trong những người phù hợp rồi, thì bạn có người đó sống ở chung, quen chung hay là bên cạnh hay đang tìm hiểu nhau chẳng hạn, thì bạn cảm thấy người đó tốt, đúng không? Một mình bạn với người đó đâu có được, xung quanh mình còn có gia đình, có bạn bè, có sau này còn có con cái vân vân, rất là nhiều thứ xung quanh, cái hệ sinh thái của mình xung quanh. Thì cái người đó xuất sắc tuyệt vời như vậy, mình để ý mình và hai đứa ở bên nam mình nữ ý nhau, thì cái người bên cạnh, đồng nghiệp hay là bạn bè cũ, người mới cũng thích, cũng ưu ái người đó, bạn cũng muốn có người đó vậy. Thì kẻ thứ ba chắc chắn sẽ xuất hiện, không sớm hay muộn, không trước thì sau. Vì cái cách nào hay nhất để mình lường trước, đề phòng, rồi làm bạn với kẻ thứ ba và đẩy họ ra thật xa, đuổi khéo họ ra khỏi cuộc sống, tình yêu của hai bạn, hôn nhân của hai bạn, không chấp nhận kẻ thứ ba nếu bạn là người Việt Nam. Bạn phương Tây thì tôi không nói vấn đề đó, chuyện đó là bình thường. Ngôn nhân người này người kia A, B, C, D thay đổi được. Nếu mà thế giới nghị sĩ cũng vậy, thì chuyện đó bình thường quá. Vậy thì cái bí quyết khéo nhất đầu tiên, bạn phải là người chung thủy chưa? Bạn chung thủy thì người đó mới chung thủy được với bạn. Nếu thật sự người đó yêu thương bạn, thì cái bí quyết đầu tiên là mình phải khẳng định mình là người chung thủy. Mình như thế nào mình mới hút được người đến bên cạnh ở chung với mình như thế suốt cuộc đời này. Cho nên mình, tôi thấy ba mẹ tôi sống tới giờ vẫn rất là hạnh phúc. Tôi chứng kiến từ nhỏ đến lớn, biết bao nhiêu cặp bạn bè của tôi lên, nó quen từ hồi phổ thông lên tới cao đẳng này, lên thậm chí ra đi làm, nó đổi bạn trai bạn gái thường xuyên, mà đi cưới nhau rồi tôi vẫn cảm thấy nó xuất hiện rất là nhiều vấn đề. Và một trong số những vấn đề đó, thậm chí là bà con của bác, những người bên cạnh mình, những người khách hàng xưa cũ mình đã từng gặp rồi, đa số đau khổ của họ đến từ cái người thứ ba, hoặc họ ghen tuông, họ ghen tuông người quen không đáng chuyện để ghen. Vậy thì cái xử lý thứ hai, mình chăm lo cho gia đình của mình trước đi. Người ta hay bảo nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Nghĩa là sao? Chồng mình, vợ mình hay bạn trai bạn gái mình mới quen, nó thấy mình đẹp, mình nấu ăn ngon, mình làm việc tốt, công việc trong nhà mình lo tu tất, mình có mức sống tốt, hay là nó thấy cái gì đó mình hơn hẳn cái người thứ ba đó, mình hơn, nó thèm mình hơn, nó thèm cái người thứ ba, đúng không? Thì chắc chắn mình sẽ giữ được người chung thủy. Đó là bí quyết chăm lo tốt cho gia đình mình đi. Bạn có thể làm những việc rất đơn giản ngoài giờ làm việc của bạn, hay ngoài giờ đi học hay đi đâu với bạn, thì bạn tập trung vào dọn dẹp nhà cửa, hay là phụ giúp công việc ở nhà, hay là nấu bữa ăn ngon, hay là tặng cái quà gì đó ngoài sinh nhật, hay là đọc thêm những quyển sách đó là hay, đi học những cái lớp học nào đó hay, giúp cho công việc gia đình mình, giúp cho mình cái gì đó trong nhà cửa cho nó
ưu ái hay là mua sắm cái gì đó cho nhà mình, cái gì cũng được, đang thiếu cái gì đem về cái đó. Nhà thiếu cái tủ lạnh, mua cái tủ lạnh mới. Nhà thiếu đồ ăn trong tủ lạnh cạn rồi, đi chợ, đi siêu thị lựa đem về. Rất là nhiều hình thức. Mình làm cái này tốt thì cái người đó mới cảm thấy hạnh phúc, tự hào và cảm thấy quá may mắn mới có được mình. Thì cái điều thứ ba, cái điều thứ ba có thể tránh được kẻ thứ ba và đuổi khéo những kẻ thứ ba đến vồ vập dòm ngó và bắt đầu nảy sinh ý định tấn công người yêu của mình, hay là phải dùng cái từ lườm lườm bạn trai của mình, bạn gái của mình. Nó muốn giật vợ, giật không nói gì tội nghiệp ta. Nó muốn ngày ta sánh đôi về nơi cuối trời, vô tư giữa đời chẳng cần nghĩ ngợi. Người hãy quên em đi, người đừng quên em nữa. Nếu ta không còn gì để vương vấn, rồi Ngọc sẽ tiếp tục cái cách thứ ba dành cho mình khi mà mình làm bất cứ công việc gì, hay là tầm cấp thu nhập cuộc sống của mình đi đâu, mà lỡ mà có gặp phải trường hợp cái thứ ba thì Ngọc cũng không mong những khách hàng hay là những người quen thân của mình gặp phải, nhưng cũng phải nói trước để cho mình biết mình lường. Đây là một dàn kỹ năng sống thông minh hạnh phúc dành cho những phụ nữ mà đang có bạn trai bạn gái. Có bạn trai thôi. Có những anh thì có bạn gái, còn những anh chị sắp sửa lập gia đình thì cái thứ ba mình còn phải làm là chắc chắn hai đứa phải có con. Cái thứ ba có nghĩa là phải học kỹ năng QHTG, có nghĩa là phải có con. Vì con cái chính là kết quả tình yêu và kết quả cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Cho nên đây là cái cách tốt nhất trên đời này, không có cái cách nào có thể là xoa dịu và tẩy xóa được người thứ ba ra khỏi cuộc đời. Đây là cách rất là hay. Và Ngọc từ nhỏ tới lớn Ngọc nghe rất là nhiều về đài và rất nhiều chuyên gia tâm lý và thầy cô, rất là nhiều người nhìn nhận thấy cái phương pháp này là cái phương pháp hữu hiệu nhất để mang hai vợ chồng, hai người bạn trai bạn gái lại ở gần nhau hơn. Và khi mình có con với bạn trai bạn gái mình, thì các anh chị nghĩ xem có phải là trách nhiệm sống mình tăng lên, rồi hạnh phúc của mình được nuôi dưỡng, nghị lực sống của mình lên, và cái phần những cái khác xung quanh mình cũng phải thay đổi tốt hơn. Mình cái người cha người mẹ đó, khi mình đảm nhiệm thêm một vai trò, có nghĩa là bạn có con, khi mà quen bạn trai bạn gái chuẩn bị kết hôn rồi, khi mà tránh rồi phải có gia đình rồi sinh em bé, thì người đàn ông chỉ đảm nhiệm hai vai trò thôi, làm thầy, làm ba. Ở vai trò thứ hai á là đi làm việc, đi làm sếp hay là làm nhân viên. Chỉ có hai vai trò cơ bản thôi trong xã hội, rất là nhẹ và hoàn toàn là nó ít áp lực và dễ làm hơn người phụ nữ. Thì người phụ nữ có những hơn 7 vai trò khi bẩm sinh và khi lớn lên trưởng thành đi làm ở bất cứ nơi nào. Có đến 7 vai trò. Thứ nhất là làm con, làm lớn lên rồi làm con dâu, rồi lớn chút nữa trở thành làm mẹ, rồi lớn chút nữa làm cô, làm thầy, làm cô. Rồi làm gì nữa, làm rất là nhiều. Rồi đi làm bên ngoài nữa, thì người phụ nữ gánh đến khoảng 7 cái áp lực công việc và rất là nhiều điều xung quanh. Cái thiên chức làm mẹ thì cái này người đàn ông không hay thấy được, mà người đàn ông không hiểu được cái nỗi đau của người mẹ khi mà có con, thì phải mang nặng để đau như thế nào để con ra đời. Người đàn ông chỉ có con trong sung sướng thôi, còn người phụ nữ thì có con trong trách nhiệm và tình yêu. Cho nên khi mà làm vợ chồng với nhau á, đây là cái nghề học cả đời, học không hết. Bắt buộc là để giữ vững hạnh phúc gia đình thì phải có con ruột nha các bạn. Rồi cái bí quyết thứ tư nữa là gì? Cái bí quyết thứ tư, làm việc nhiều hơn, làm nhiều việc hơn phù hợp. Thì Ngọc mới có post một cái clip nói về những cái kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp và công việc phù hợp. Thì nếu như các bạn khách hàng yêu quý tôi và mong muốn gặp riêng tôi tư vấn, nói giải mã cho các bạn những vấn đề về cuộc sống hôn nhân, hay là
chuyện tình yêu của quý vị các bạn đang gặp vấn đề gì đó, thì mình hãy nhớ là Ngọc xin trân trọng giới thiệu là một lần nữa là mình phải bút lịch trước, mô tả họ tên và trạng huống tình cảm của các anh chị đang gặp phải và các anh chị mong muốn điều gì, các anh chị đã đang trong tình trạng nào rồi, và các anh chị hãy để lại thông tin thật là đầy đủ chi tiết, đặc biệt là số điện thoại cá nhân của mình càng tốt. Hoặc các anh chị có thể book trực tiếp gọi điện thoại qua cái số máy hotline ở bên dưới. Thì mình sẽ phải book cái giờ hẹn, nếu như mình hẹn cuộc hẹn 1 giờ 2 giờ thì mình sẽ tính theo định mức trước thì mình mới được gặp và làm việc với những người bạn trong nhóm tư vấn. Rồi, các bạn, cái hướng thứ tư nữa các bạn ạ, mình phải kiên định, mạnh mẽ, và nếu như mình thuộc những nhóm cá tính này thì tốt. Mình phải có cái gì đó hơn hẳn cái người thứ ba đó nhiều thứ. Có thể là nhan sắc có thể bằng hoặc hơn cũng tốt, không sao. Nhưng cái quan trọng nhất phải hơn, có là kiến thức, tài sản. Cái thứ ba có phải hơn đó là tình yêu dành cho người đàn ông đó. Anh chị có vợ, có bạn gái thì tình yêu của mình dành cho người vợ, người bạn gái của mình phải hơn hẳn cái người bạn, thì chắc chắn mình sẽ biết. Bởi vì trên đời này cứ 10 người thì sẽ tiếp ra một người sẽ dễ bị người khác lung lay, thả dây câu, hoặc là trâu đi tìm cọc, cọc đi tìm trâu gì đó, hoặc là những vấn đề khác nảy sinh. Thì mình là người mà mình có cảm xúc, có lý tính, có tri giác, cho nên bắt buộc là thấy cái gì đẹp, cái gì mới, cái gì ngon, cái gì bự, cái gì to, cái gì mà mình chưa sở hữu được, chắc chắn tâm lý chung của bên nam lẫn bên nữ đều rất là thích. Tâm lý tình cảm của ai cũng sẽ ngừng ở cái ngưỡng này, rất thích. Còn những người biết giữ hạnh phúc gia đình và tránh né được những người thứ ba thì điều đó rất là đáng tự hào và trân trọng, và hàng này là hàng quý hiếm thôi đấy. Tôi có từng nói một câu nói kinh điển, nó sẽ để đời dài dài về sau. Nếu bạn cho tôi cả quả địa cầu này, tôi cân ra giúp cho bạn, cứ 10 người đàn ông chung thủy, bạn tặng lại cho tôi 6 người, 4 người kia là của bạn. Bạn chịu không? Bạn chịu không? Thì vậy thì cái này cũng vậy, ý Ngọc nói đây, cái bí quyết sau cùng là mình hãy nghĩ làm sao để cái cuộc sống của hai đứa nó dễ chịu mà nó sống được chút xíu, nó sống được với nhau, thì chắc chắn cái kẻ thứ ba đó sẽ không làm gì được, và kẻ thứ ba đó gần như là bằng vô dụng. Coi chừng kẻ thứ ba đó lại trở thành một người bạn thì vẫn rất là tốt. Điều đó nó càng hoàn toàn tốt thôi. Người bạn hoặc là người khách hàng hay người đối tác kinh doanh mà ngăn làm gì đó với gia đình anh chị cũng rất là tốt. Tôi gặp rất là nhiều những trạng huống này mà tôi nghe thường xuyên là người A quen người B. Có mấy cặp bạn của tôi cũng gặp là thường do kẻ thứ ba xuất hiện, nó tìm người tốt hơn. Mới đây thì cũng có mấy đứa nó bị như vậy, thì nó quen cô đó, nó vô ngân hàng, nó làm thời gian, nó thấy cô này ngon hơn, nó từ chối cô kia và nó chở con người ta lên đây rồi, nó là đi mua đồ cưới đó. Rồi uy tín và danh dự của thằng quỷ này nằm ở đâu mà giờ hỏi tới đám cưới của nó, cưới một cô khác nữa, rồi con bé Như nó tính làm sao? Thế thì tôi cũng trân trọng tình cảm của nó giai đoạn đầu với bé Như, và tôi cũng không nói nhiều nữa đâu, vì tôi sẽ chỉ ra một cái phương án tốt. Đó là cái cuối cùng khi mình gặp phải những người không chung thủy, và mình cũng đừng nên luyến tiếc, hay là mình hãy tập cho mình một cái cách sống nó lạc quan và nó yêu đời hơn. Mình tốt cỡ nào mình sẽ gặp được người double, triple và thậm chí là người extra, người excellent, người resident. Bạn có hiểu điều này không? Đó là lý do vì sao con gái của tỷ phú Trump, cô Ivanka, lại có một hôn nhân hạnh phúc như vậy. Rồi con gái của tỷ phú Bill Gates rất là nhiều. Chị Hảo, con của cô Ngọc, chủ đầu tư Vạn Phát ở đây, có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Rất là nhiều quá. Chị Xuân, con dâu của cô Thu Ba Cơ, có hôn nhân rất hạnh phúc. Thì bạn phải biết, bạn
sinh ra không có quyền lựa chọn những người là người chung thủy hay không, nhưng chắc chắn hạnh phúc nó sẽ nằm trong tay bạn thôi, là do cách giải quyết và những cái xử lý tình huống của bạn. Và nói thật một lòng cho bạn hiểu, đó là khi mà bạn nắm được hạnh phúc ở chỗ mình thì bạn mới tìm được cái người mang hạnh phúc cho bạn. Bạn cho cái người đó cảm giác là ở bên cạnh bạn, yêu thương bạn, sống chung với bạn, đó là cảm giác hạnh phúc, thì chắc chắn cái người đó sẽ ở lại trung thành với bạn thôi. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Bạn có biết không, vợ của thầy Khổng Minh Sư Gia Cát Lượng đó là một cô gái rất là bình thường, rất bình thường, bình dị, dung dị luôn. Nhưng hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Còn rất là nhiều người sống hạnh phúc mà tôi kể ra không hết đâu. Nhưng mà tôi xin tại đây tôi sẽ giấu lại và để lại cho các bạn những bí quyết này, thì các bạn hãy tập trung và làm cho tốt những cái bước vừa rồi, thì mình sẽ cảm giác là mình đường nào nó cũng có lối đi, non cao thì nó phải có đường trèo. Thì mình muốn hạnh phúc mình có, mình phải xây được những cái nấc thang, nấc thang chinh phục, nấc thang hiểu biết, nấc thang về cảm xúc nâng cao và nấc thang về cuộc sống vợ chồng. Thì mình xây từ mình muốn đi từ dưới ở đây cái núi đẹp nhất ở đây là núi Bà Châu Đốc, mà muốn đi lên gặp Phật Di Lặc đi thì mình cũng phải đi từ dưới chân núi, mình người yêu mình đứng trên đỉnh núi gì đó chẳng hạn, thì bạn cũng phải đi từ những nấc thang rất là thấp cho đúng đường, đúng chỗ, thì bạn mới cảm giác là bạn cảm thấy phù hợp, thì cái hạnh phúc nó mới ở bên cạnh bạn lâu dài. Thì người ta cần và ham muốn đó là cái hạnh phúc lâu bền. Cho nên những người thứ ba chắc chắn Ngọc nghĩ là nó sẽ sớm muộn gì nó cũng tự delete họ ra khỏi cuộc sống, vì bản thân họ đã là những người như vậy thì họ có gặp phải đối tượng tốt hơn hay đối tượng khác phù hợp hơn chưa chắc họ hạnh phúc đâu, vì bản thân họ không hề mang hạnh phúc được cho người khác khi họ đóng vai trò là người như vậy. Cho nên bạn cứ hãy vững chí vững tâm, và nếu như tôi thấy có một cô bạn của tôi của thời gian này gặp lại cũng Thang nói với tôi về vấn đề của kẻ thứ ba. Chuyện này chuyện thì bình thường. Bây giờ mình tập trung công việc của mình là một, tập trung cho tình yêu mới của mình, cái người mới tốt hơn, mình lựa lại sàng lọc cái người thông thái hơn, phù hợp hơn. Thì hai cái kẻ đó cứ để nó ra đi, chuyện đó bình thường thôi, ai cũng gặp mà. Sau này nhìn lại thì cái người đó, hai người được sống hạnh phúc được với nhau tốt, còn không á, mình có được cái người xứng đáng hơn, nó mới biết nó buồn, nó khổ và nó cảm thấy hối hận, nó muộn màng vì nó đã buộc mất cái người excellent như mình. Như vậy cô bạn của tôi là ngân hàng đó thì gặp phải cái vấn đề này, chuyện đó có thể ngừng lại ở đây, ngừng lại ở đây và bắt đầu công việc của mình tốt hơn. Như vậy các bạn nha, phải nhớ ngọc phải dũa mới thành đá quý, người sống chung thủy mới là người yêu quý. Bạn này ghé thăm. Hello. Bạn giấy lửa ơi, chào bạn cả nhà.